Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ cách tìm hàng tương đương cho cảm biến tranh áp của hãng Yokogawa. Cụ thể, với model APR 2 ngân ngàm của AppLicense sẽ là giải pháp thay thế tuyệt vời cho cảm biến AJX 21 a của hãng Yokogawa. Giờ thì cùng mình đi sâu hơn về cách chọn code nhé.